Mái trường cấp 3 hàng ngày tôi vẫn đến rất đỗi quen thuộc. Một cái trường được xây dựng từ năm 1973, giờ tôi bước qua tuổi 45. Chứng kiến trong tôi chỉ là những cổng trường sơn xanh rực rỡ. Dù phong ba cũ kỹ nhưng vẫn mang một nét đẹp cổ điển và gợi nhớ. Là phòng truyền thống với những trang lịch sử vẻ vang hào hùng của trường. Là tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng đứng hiên ngang bất khuất trước lũy tre xanh. Đó là khoảng sân rộng lớn, lưu giữ bao kỷ niệm. Trường Định thật đẹp phải không? Còn đây, tại gia đình của tôi, tập thể 11A13 với 42 cá thể chung một người mẹ, cô Thảo Nguyễn. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Đôi khi bạn có một ngày thật là tồi tệ, chán nản, chỉ muốn rũ bỏ và buông xuôi tất cả, nhưng sẽ luôn có những người đến và kéo bạn thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Họ cùng đi với bạn trên con đường khó khăn đó, cùng nhau tiến lên và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hàn huyên với nhau về chuyện của bầu trời, chuyện của cuộc sống, chuyện của Trương Định. Và thực, ở mái nhà này, tôi đã định cho mình một bầu trời. Mái nhà bên cạnh là những người bạn, không gì đáng quý hơn được nữa. Một thứ niềm vui thỏa mãn của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, không bon chen, không vướng bận. Thỏa sức vui đùa cùng chúng bạn, và chỉ mong thời gian ngừng trôi để chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau học bài, vui đùa thêm một ngày. Inside these pages.
13 chúng tôi, mỗi cá thể như một mảnh của Rubik vậy. Mỗi người là một màu sắc riêng. Bằng sự gắn kết, chúng tôi đã tìm cách nâng đỡ và hoàn thiện nhau để cùng nhau trở nên hoàn hảo và tỏa sáng. Chuyển tay nhau những tập giấy và cây bút, nghĩ đến đó những kỷ niệm dưới mấy trường Chương Định này, rằng chúng tôi yêu Chương Định tha thiết đến nhường nào. Một buổi trời thật đẹp, tươi đẹp của thanh xuân. Và đó chính là Chương Định trong tôi.